các hãng bay Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Bamboo Airways vừa tung hàng ngàn vé máy bay giá siêu rẻ trên nhiều chuyến bay nội địa cho giai đoạn bay từ cuối tháng 5 đến 30 tháng 6. Theo đó, từ nay đến ngày 16 tháng 6, Vietnam Airlines mở bán vé chỉ 39.000 đồng một vé cho chặng bay ngắn như Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang và 99.000 đồng một vé cho chặng bay dài như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa. Pacific Airlines cũng mở bán vé máy bay chỉ từ 9.000 đồng một vé trên toàn mạng bay nội địa của hãng. Tương tự, trong tháng 6, Bamboo Airways tung ra hơn 60.000 vé máy bay đồng giá 6.000 đồng một vé trên 60 đường bay nội địa. Dù giá vé rẻ nhưng tổng số tiền hành khách phải trả khi mua vé khoảng 450 đến 720.000 đồng một vé khi tính cả thuế phí như sân bay, soi chiếu. Các đại lý bán vé máy bay khẳng định mức giá này khá rẻ so với giá vé từ 1,5 đến 2 triệu đồng một chặng đến các điểm du lịch vào những dịp hè trước đây. Theo đại diện một hãng bay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm đứt gãy đột ngột nhu cầu đi lại của khách hàng, thậm chí có một số chuyến bay chỉ đạt 40% lượng khách. Hành khách sụt giảm đột ngột khiến các sân bay vắng hoe, số chuyến bay khai thác rất thấp. Ông Trần Doãn Hậu, giám đốc cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, trong 3 tuần vừa qua, số lượt bay tại các sân bay giảm mạnh, thậm chí có những sân bay không có chuyến bay khai thác như Buôn Ma Thuột, Rạch Giá, Cà Mau. Theo tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, số lượng các chuyến bay tại Tân Sơn Nhất và Hà Nội chỉ còn 120 đến 150 chuyến một ngày, giảm mạnh so với con số khoảng 550 đến 720 chuyến một ngày tại Tân Sơn Nhất và 540 chuyến một ngày tại sân bay Nội Bài trước lễ 30 tháng 4. Theo đại diện TST Tourist, 100% tour khởi hành trong tháng 5 đã bị hủy hoặc hoãn. Các tour du lịch dịp hè vào tháng 6 và tháng 7 cũng được dời lịch và linh hoạt xử lý theo yêu cầu của khách hàng. Với tình hình hiện nay, chúng tôi cho rằng ít nhất đến tháng 8, thị trường mới có nhiều hy vọng, đại diện doanh nghiệp này cho biết.